Sách Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện, chương 20. Mục sư truyền đạo sốt sắng cầu nguyện sẽ sinh ra hội chúng sốt sắng cầu nguyện. Tôi cho rằng sự cầu nguyện của tôi trỗi hơn chính ma quỷ. Nếu không, Luther đã hẳn ở vào tình cảnh khác hẳn từ lâu rồi. Tuy nhiên, người ta chẳng thấy và nhìn nhận những sự lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm để cứu giúp tôi. Nếu tôi sao nhãng cầu nguyện chỉ trong một ngày thì sẽ mất nhiều lửa đức tin. Martin Luther. Trước ngày lễ ngũ tuần, các sứ đồ chỉ có thể thấy mập mờ tính chất quan trọng của sự cầu nguyện. Nhưng ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh đã giáng xuống và đầy dẫy hội thánh, thì Ngài đã nâng sự cầu nguyện lên vị trí trọng yếu và tổng chỉ huy trong tin lành của Đấng Christ. Ngày nay, tiếng kêu gọi mỗi thánh đồ cầu nguyện chính là tiếng kêu gọi vang dậy nhất và cấp bách hơn hết. Sự tinh kính của các thánh đồ được tạo nên, luyện lọc và hoàn hảo bởi lời cầu nguyện. Khi các thánh đồ không cầu nguyện lúc sáng sớm, lúc đêm khuya và không cầu nguyện lâu, thì tin lành chuyển động bằng những bước chậm chạp, rụt rè. Đâu là những thủ lĩnh của đạo Đấng Christ có thể dạy các thánh đồ thời nay phải cầu nguyện thế nào và có thể khiến họ cầu nguyện? Chúng ta có biết mình đang nuôi một loạt thánh đồ lớn lên mà không cầu nguyện chăng? Đâu là những thủ lĩnh thừa kế các sứ đồ có thể khiến dân Đức Chúa Trời cầu nguyện? Các vị ấy hãy tiến lên hàng đầu và làm việc đi. Đó sẽ là công việc lớn lao nhất mà người ta làm được. Thêm cơ quan giáo dục và thêm nhiều nguồn tài chánh, mà những điều đó không được nên thánh bởi cầu nguyện nhiều hơn và tốt hơn chúng ta đang cầu nguyện đây, thì nó chỉ là sự rủa xả kinh khiếp hơn hết cho đạo Chúa. Người ta không thể tự nhiên cầu nguyện thêm được. Nếu chúng ta không cẩn thận thì sự cổ động tiền bạc để mở mang nền giáo dục ở thế kỷ 20 hoặc thế kỷ 30 cũng sẽ chẳng giúp cho ta cầu nguyện, nhưng chỉ ngăn cản ta cầu nguyện mà thôi. Ngoài sự cố gắng đặc biệt của các thủ lĩnh chuyên tâm cầu nguyện thì không còn chi có ích lợi. Các vị thủ lĩnh phải dẫn đầu trong sự cố gắng noi gương các sứ đồ mà ghi sâu tính cách tối quan trọng và thực tế của sự cầu nguyện trong tấm lòng và đời sống của hội thánh. Chỉ có các thủ lĩnh cầu nguyện mới tạo được những môn đồ cầu nguyện. Các sứ đồ cầu nguyện sẽ sản sinh các thánh đồ cầu nguyện. Mục sư truyền đạo sốt sắng cầu nguyện sẽ sinh ra hội chúng sốt sắng cầu nguyện. Chúng ta rất cần một người nào đó có thể khiến các thánh đồ thi hành nhiệm vụ cầu nguyện này. Chúng ta chẳng phải là một thế hệ thánh đồ cầu nguyện. Các thánh đồ không cầu nguyện chính là một tập thể thánh đồ nghèo khó, không có lòng sốt sắng, hoặc vẻ tốt đẹp, hoặc quyền phép của thánh đồ. Ai sẽ sửa chữa khuyết điểm này? Ai có thể làm cho hội thánh cầu nguyện, đó sẽ là nhà cải chánh và sứ đồ vĩ đại nhất. Chúng tôi cho nhận định này là nghiêm túc hơn hết. Nhu cầu lớn lao của hội thánh trong thời đại này và trong mọi thời đại chính là những người có đức tin tuyệt vời, thánh khiết trọn vẹn, sức mạnh thiêng liêng rõ rệt và sốt sắng hăng hái đến nỗi sự cầu nguyện, đức tin, đời sống và chức vụ của họ sẽ có hình thức cấp tiến và tích cực, gây được các cuộc cách mạng tâm linh mà kết quả là những kỷ nguyên mới mẻ trong đời sống của cá nhân và của hội thánh. Chúng tôi không có ý nói đến những người gây nên cảm xúc bằng xảo thuật hoặc những người thu hút người khác bằng cách làm vừa lòng người nghe. Song chúng tôi có ý nói đến những người có thể đảo lộn sự kiện và tạo nên các cuộc cách mạng bởi giảng lời Đức Chúa Trời và bởi quyền phép Đức Thánh Linh. Các cuộc cách mạng này thay đổi cả trào lưu. Tài năng bẩm sinh và ưu thế về học thức không được coi là yếu tố trong vấn đề này. Trái lại, chính là năng lực đức tin, khả năng cầu nguyện, sức mạnh do dân mình cho Chúa trọn vẹn, khả năng tự coi mình là nhỏ, tuyệt đối biến mất trong vinh quang của Đức Chúa Trời, thường xuyên khao khát và tìm kiếm mọi ơn đầy dẫy của Đức Chúa Trời, chẳng hề thỏa mãn, chính là những người có thể làm cho hội thánh cháy rực nhiệt thành vì Đức Chúa Trời. Chẳng phải nhiệt thành một cách ồn ào và hên hoang, nhưng có sức nóng bền bỉ và lặng lẽ, khiến mọi sự tan chảy và chuyển động vì Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm nhiều việc lạ lùng nếu Ngài tìm được một người xứng hợp. Con người cũng có thể làm nhiều việc lạ lùng nếu họ được Đức Chúa Trời dẫn dắt mình. Khả năng thiên phú đầy dẫy cho tâm linh đã đảo lộn thế giới cũng có ích lợi tuyệt vời trong những ngày cuối cùng này.
Toàn thể hội thánh cần những người có thể mạnh dạn đảo lộn mọi sự vì Đức Chúa Trời, những người thực hiện cuộc cách mạng thuộc linh thay đổi tất cả tình trạng. Hội thánh không bao giờ thiếu vắng những người như vậy. Họ tô điểm lịch sử hội thánh. Họ là những phép lạ làm nổi bật tính chất thiên thượng của hội thánh. Tấm gương và tiểu sử của họ là một nguồn cảm hứng và ơn phước không hề cạn. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ tăng thêm số lượng và thêm quyền phép. Những điều đã thực hiện được trong lĩnh vực thuộc linh thì còn có thể tái diễn và tái diễn tốt hơn. Đó là quan điểm của Đấng Christ. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta về cùng cha. Giăng đoạn 14 câu 12. Quá khứ đã có những việc lớn làm cho Đức Chúa Trời, nhưng chưa phải là hết, và không phải chỉ có thế. Vì vậy hội thánh nào chỉ biết dựa vào thành tích nhỏ nhoi trong lịch sử của mình để trông mong phép lạ và ân sủng thì thật đáng tội nghiệp. Đức Chúa Trời muốn có những người ưu tú, những người đã làm chết bản ngã và thế gian bởi sự đóng đinh nghiêm khắc vào cây thập tự, bởi một sự phá sản hoàn toàn tiêu hủy bản ngã và thế gian đến nỗi không còn hy vọng phục hồi hoặc thèm muốn phục hồi nữa. Đức Chúa Trời muốn có những người đã nhờ sự phá sản và đóng đinh vào cây thập tự này mà hướng lòng trọn vẹn về nơi Ngài. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện hầu cho lời Đức Chúa Trời hứa cho sự cầu nguyện sẽ được ứng nghiệm bội phần.